Trong một thế giới mà bất kỳ nỗi sợ nào cũng có thể chuyển hóa thành những con quỷ, và sức mạnh của chúng được phân cấp cũng dựa trên chính nỗi sợ của con người. Nỗi sợ nào được nhiều người sợ nhất thì con quỷ của nỗi sợ đó sẽ càng mạnh, vòng luân hồi của chúng sẽ tùy thuộc vào nơi mà chúng đang ở. Lấy ví dụ, nếu như có một con quỷ đang ở trái đất thì sau khi bị giết, chúng sẽ được đưa về địa ngục. Và nếu như ở địa ngục, chúng bị giết một lần nữa thì ngay lập tức được tái xuất giang hồ và lên trên nhân giới. Nói tóm gọn lại, về cơ bản thì lũ quỷ này là bất tử và có thể di chuyển lên xuống như cơm bữa. Nhưng trên thực tế thì vẫn có một số con quỷ trú ngụ ở dưới địa ngục và chúng chưa từng xuất hiện trên trái đất một lần nào. Lý do vì sao ư? Đó là vì chúng vô cùng mạnh mẽ và không có bất kỳ một con quỷ nào có thể tiêu diệt được chúng. Vậy thì những con quỷ đó là ai? Chúng mang sức mạnh ghê gớm cỡ nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những con quỷ ở dưới địa ngục từng xuất hiện đáng sợ như thế nào nhé! Bóng tối. Trên thực tế, quỷ bóng tối chưa từng lên mặt đất, còn vì lý do gì thì chắc các bạn cũng biết rồi đúng không nào? Khác với phim hay hybrid, quỷ bóng tối được xếp vào dạng quỷ nguyên thủy. Về cơ bản thì quỷ nguyên thủy chính là những con quỷ mang nỗi sợ căn nguyên của con người, tức là nỗi sợ từ bên trong tiềm thức, bên trong sâu thẳm tâm hồn của loài người. Chúng có sức mạnh vô cùng lớn, vượt xa cả sức mạnh của các loài quỷ, kể cả là Fiend, Devil hay Hybrid. Và vì mang trên mình sức mạnh vô cùng bá đạo, thế nên những con quỷ nguyên thủy này chưa từng bị giết. Chính vì lý do đó mà chúng chưa từng xuất hiện một lần nào trên thế giới loài người. Và cũng đồng nghĩa với việc sự hiện diện của chúng vẫn còn là mơ hồ đối với một bộ phận dân số. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là không có ai biết đến bọn chúng. Trong Chap 64, Denji, Power, Aki cùng với những cá nhân có mặt tại trung tâm mua sắm đã được đưa đi tham quan một chuyến xuống địa ngục. Và may mắn là họ đã được giao lưu tỉ thí võ thuật với một trong những vị huynh đài mang sức mạnh căn nguyên này, quỷ bóng tối. Chưa cần biết là con quỷ này có mạnh hay không, nhưng mà trước hết, với cái màn debut như ca sĩ nổi tiếng, tốn tới vài tận khung tranh như thế này thì cũng đủ hiểu lòng tác giả cho nó mạnh như thế nào rồi đúng không? Từ trên cao, những cánh cửa chứa đầy những con quỷ căn nguyên như là một trong những con quỷ đứng ra đại diện tiếp đón những vị khách không được mời. Một tạp chất bóng tối rơi xuống và dần dần hình dạng của nó hiện lên. Cơ thể của quỷ bóng tối được tạo ra từ nhiều cơ thể người. Bằng mắt thường thì chúng ta có thể thấy được khoảng 2 cơ thể đóng vai trò là chân và 4 cơ thể khác đóng vai trò là thân. Và nếu để ý kỹ hơn nữa thì trên mỗi gương mặt của 4 cái đầu, chúng đều có những biểu cảm khác nhau và không một cái đầu nào là nguyên vẹn. Cái đầu thứ nhất không hề có một bộ phận nào ở trên, kể cả mắt, mũi hay miệng. Tuy nhiên ở cái đầu thứ hai, có mắt, mũi nhưng miệng lại bị khâu. Và ngược lại ở cái đầu thứ ba thì lại không có mũi. Tất nhiên là ở cái đầu thứ tư cũng thế, có tất cả nhưng lại không có mắt. Chúng ta có thể thấy rằng đây là sự tập hợp của một mớ hỗn độn khiếm khuyết và khi kết hợp lại với nhau, nó tạo ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong một khoảnh khắc, kể từ khi rơi xuống từ trên cao, nó đã ngay lập tức khiến cho những kẻ đang có mặt tại địa ngục mất hết cả tay, kể cả là người nhanh đến mấy cũng không thể phản ứng trước đòn tấn công đó của nó. Nếu như các bạn còn nhớ, thì cô nàng Quan Si là người sở hữu tốc độ rất cao. Chỉ trong vòng có vài giây, cô đã chạy khắp khu vực mà cô đến cùng với thanh kiếm của mình. Từng cái đầu đã lần lượt rơi xuống. Tốc độ nhát chém đó nhanh tới mức những người bị dính đòn cũng không hề nhận ra điều đó. Phải mất một vài giây sau, họ mới nhận ra rằng, à thì ra mình đã chết. Nhưng ngay tại địa ngục, trước sức mạnh siêu việt của con quỷ này, cô nàng đã không thể chống đỡ được, thậm chí là một phản ứng nhỏ cũng không. Và nói tới khả năng chiến đấu thì chắc chắn là chúng ta không cần phải bàn cãi gì nữa rồi đúng không? 1 cân 9, 1 cân 10 cần hết tất cả những người có mặt ở đó, kể cả là những chiến binh tinh nhuệ nhất như Makima. Sau khi có mặt, cô cũng không thể làm được gì. Một phần cũng có thể là vì đây là sân nhà của nó, một phần là vì sức mạnh của quỷ bóng tối quá kinh khủng, nên Makima đành phải chơi trò sủi cảo, dùng sức mạnh chi phối của mình lên Toka, ký khứ ước với nó bằng mạng sống của anh ta và giúp cho cả bọn trở về. Vậy mới thấy sức mạnh của những con quỷ nguyên thủy mạnh cỡ nào. Hiện tại thì chỉ có duy nhất quỷ bóng tối xuất hiện. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc mà cả đội đặt chân đến thì quỷ bóng tối chính là con quỷ bước ra để đại diện cho những vị vua ở dưới này. Chỉ với những ánh nhìn thôi cũng đủ khiến cho các Fiend và Hybrid muốn tự tử ngay tức khắc rồi. Thậm chí là quỷ bóng tối còn có khả năng triệu hồi những con quỷ mà nó muốn. Hay nói cách khác là nó có thể bắt một con quỷ nào đó hiện thân và tiêu diệt ngay lập tức nếu nó muốn. Chúng ta có thể thấy điều đó ở Chap 64, nạn nhân lần này là quỷ đá. Trong một sự nỗ lực sử dụng khả năng của quỷ đá để chống trả lại với quỷ bóng tối, anh ta đã dùng máu của mình để vẽ vòng tròn nghi thức. Nhưng chưa kịp làm gì thì quỷ bóng tối đã kéo quỷ đá ra và bóp nát thành từng mảnh, mặc dù nó vẫn đang trú ngụ ở đâu đó. Thậm chí kể cả người đã ký khứ ước cũng không thể tránh khỏi số phận bi thảm tương tự. Quả thực,
Thế giới Chainsaw Man quá rộng rãi và vẫn còn rất nhiều những con quỷ mang nỗi sợ căn nguyên của loài người, và quỷ bóng tối chỉ là một trong số ít những con quỷ đó. Chắc chắn trong tương lai, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thêm rất nhiều con quỷ mạnh mẽ, và đây sẽ là thử thách đối với Denji và những người bạn, bởi cậu vẫn còn đó khi ước với Power, và cô nàng vẫn đang ở đâu đó và nhẫn nhờ dưới này cơ mà. Thế nên, hành trình này vẫn còn rất dài và gian nan đấy. Quỷ địa ngục. Nấc thang lên thiên đường là tên của bộ phim Hàn Quốc. Ngược lại, còn xuống địa ngục là phải hỏi tới quỷ địa ngục, chứ chả có bộ phim Hàn nào ở đây hết. Tưởng chừng như thế giới loài người và những con quỷ đang sống ở đây sẽ sống tách biệt với địa ngục. Và nếu muốn xuống lại đây thì chỉ có cách chết tại nhân giới, chúng mới có thể quay trở về địa ngục. Nhưng không, vẫn còn cách để có thể đi du hành vừa đi du lịch tại đây, và quỷ địa ngục chính là chìa khóa để thực hiện điều đó. Quỷ địa ngục đại diện cho những người mang nỗi sợ địa ngục, và đúng như cái tên của mình, nó mang sức mạnh của một gã đón đưa. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa được chứng kiến nhiều lắm về sức mạnh của quỷ địa ngục này, vì hắn ta chỉ xuất hiện mới có 2 lần, mà trong 2 lần đó, con quỷ này cũng chả thể hiện được gì nhiều mấy. Vì ở lần đầu tiên là tại cháp 63, hắn đã ký khế ước với Santa Claus và thực hiện khế ước đó với vai trò là một kẻ vận chuyển trong hình dạng một bàn tay khổng lồ với 6 ngón từ trên cao đẩy xuống, tòa nhà cao lớn bỗng chốc biến mất và những cá thể bên trong ngay lập tức được đưa xuống địa ngục. Có thể thấy rằng ở lần xuất hiện này, quỷ địa ngục chỉ đóng vai trò là một kẻ đưa đón và không thể hiện gì nhiều. Nhưng ở lần xuất hiện thứ hai và cũng là lần cuối cùng, con quỷ này cũng chỉ đóng vai trò làm cameo thôi, chứ cũng chưa thấy cái mịa gì hết. Ngay cái tên là đại diện cho nỗi sợ địa ngục thì cũng ngầu đấy, nhưng mà xuất hiện đâu đó được vài khung tranh thôi là hết vai. Khi đó, đội trưởng Kishibe vì khá cày cú với Makima nên ông đã lập một đội anti ả và dùng họ ký khế ước với quỷ địa ngục. Yêu cầu được đưa ra là phải giết Makima và tống ả xuống địa ngục, nhưng chả được bao lâu vì trước đó cô nàng đã phá vỡ khế ước giữa Pochita và Denji, khiến cho hình dạng của Chainsaw Devil được kích hoạt, và thế là người cừu đã trở lại hoàn toàn. Chỉ với một cái lướt nhẹ, anh ta đã khiến cho quỷ địa ngục tan thành trăm mảnh. Hiện tại thì chúng ta có thể xem quỷ địa ngục là một con quỷ đóng vai trò đưa đón, nhưng mình nghĩ vì nó khá đen đủi khi gặp phải người cưa, thế nên mới không có đức diễn. Chứ để mà nói thì con quỷ này cũng rất là ra gì và này nọ đấy. Vì địa ngục chính là cái nồi của những con quỷ, mà trong một thế giới, loài quỷ sống chung với loài người. Thế nên, nơi này hẳn là một nơi rất đáng sợ và gây ám ảnh với nhiều người, cũng có thể liệt nó vào danh sách những nỗi sợ căn nguyên không chừng. Quỷ cưa. Nói đến những con quỷ mang sức mạnh bá đạo đã từng ở địa ngục thì việc không nhắc đến quỷ cưa quả thật đúng là một tội ác, và đối với nhân vật này thì hẳn là các fan manga không lạ lẫm gì rồi đúng không? Một con quỷ mang sức mạnh mà đến bao người thèm khát, thậm chí vì sức mạnh của mình mà Chainsaw Man cũng đã có được rất nhiều fan hâm mộ. Có những fan cuồng yêu thích anh ta tới mức muốn giết anh ta nữa cơ. Có kẻ thích thì tất nhiên là có cả người ghét. Chainsaw Man sở hữu một sức mạnh có thể nói là độc nhất vô nhị. Mỗi khi anh ta ăn một con quỷ nào thì sự hiện diện của chúng sẽ ngay lập tức bị xóa sổ. Nói như vậy thôi cũng đủ hiểu sức mạnh của anh ta kinh khủng tới mức nào rồi đúng không? Thậm chí khi bị Chainsaw Man ăn mất một bộ phận cơ thể thôi thì cũng đủ ám ảnh rồi. Điển hình như trường hợp của quỷ chiến tranh, cô nàng đã bị ăn một phần cơ thể và thế là sự hiện diện của cô ta dường như đã bị quên đi mất trong tâm trí của loài người. Tất nhiên là cô không chết, nhưng sống thế thì chả khác nào sống không bằng chết cả. Vì các bạn biết đấy, trong một thế giới mà loài quỷ mạnh lên là nhờ nỗi sợ của con người, nhưng đột nhiên sự hiện diện và cái tên của bạn bị quên lãng khỏi thế giới loài người thì sinh tồn kiểu gì được đúng không? Không còn ai nhớ, tức là cũng không còn ai sợ. Hiển nhiên là sức mạnh của con quỷ đó cũng sẽ bị giảm sút một cách đáng kể. Quỷ chiến tranh đã bị quên lãng và trở thành những điều viển vông, những điều chỉ xảy ra trên phim ảnh hoặc trò chơi điện tử. Và thế là bạn lại trở thành miếng mồi ngon cho những con quỷ khác, sống với một tâm lý luôn lo sợ bị ăn thịt bởi các loài khác. Thế thì chả khác nào hành xác cả. Vậy nên người cừu mới có một lượng lớn anti-fan tới như vậy, và anh ta mới được đặt cho một cái tên vô cùng oách ở nơi này, vị anh hùng của địa ngục Chainsaw Man. Mình cũng đã làm một video nói khá kỹ về sức mạnh của người cừu ở thể nguyên thủy, tức là người cừu tiền nhiệm trước đó. Nói về sức mạnh thể chất cũng như là bộ kill của anh chàng này thì mình đã nói khá kỹ trong video trước đó. Nếu các bạn tò mò về sức mạnh của anh chàng thì có thể ghé qua để xem thử nhé. Để nói nhanh về sức mạnh thể chất thì vô địch ở nhân giới là những từ có thể tóm gọn lại đối với anh chàng. Tốc độ thì dư siêu nhân, độ bền của giáp thì kể cả chấp kẻ địch 100 cái giáp gai anh vẫn cân được. Và đặc biệt là khả năng dùng xích cừa hóa kỹ, xích cừa có thể kéo tất cả các em gái lại gần mình, kể cả là crush. Quả thật là một anh chàng có những tuyệt kỹ bá đạo đúng không? À mà để phòng trừ các bạn nào đã từng bảo Makima đã từng giết Chainsaw Devil ở cháp 89, thì với tốc độ siêu thanh của anh chàng này hẳn là khá dễ để có thể né các đòn tấn công đó rồi đúng không?
Chắc cú hơn nữa thì chính Makima cũng đã xác nhận rằng cậu ta hoàn toàn có thể né đòn tấn công đó, nhưng vì muốn cứu Kobeni nên Chainsaw Man đã liều mạng lao vào và lãnh đủ sát thương từ ngọn giáo, thế nên mới hẹo ngay lập tức. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Và cuối cùng là bộ tứ siêu đẳng, bốn con quỷ đã từng làm mưa làm gió dưới địa ngục. Về sự hiện diện của biệt đội này thì hiện tại chúng ta vẫn còn khá ít thông tin về họ, thế nên để tránh sai sót cũng như nhầm lẫn trong tương lai, mình sẽ chỉ nhắc đến sức mạnh của những con quỷ đã từng lộ diện thôi nhé. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền là những con quỷ được lấy cảm hứng từ những nhân vật trong Thiên Chúa giáo. Chúng là những cái tên tương ứng với chinh phục, chiến tranh, cái chết và nạn đói. Hiện tại trong Chainsaw Man chúng ta chỉ mới thấy được sự hiện diện của hai kỵ mã, đó chính là quỷ chi phối Makima, người đã bị đánh bại và tái sinh, giờ đây đang trong hình hài của Nayuta và được Denji nuôi dạy. Quỷ chiến tranh Yoru, người cũng đang chiếm thể xác của một cô nàng học sinh cấp 3 Mitaka. Để nói về sức mạnh của những người này thì không phải ngẫu nhiên mà người đời đã liệt kê họ vào bốn tệ nạn kinh khủng nhất. Đối với Makima thì hẳn là chúng ta đã biết cô nàng có sức mạnh khủng khiếp như thế nào rồi đúng không? Một người xảo quyệt, tinh quái, với vẻ đẹp chết người của mình, cô đã mê hoặc và chi phối rất nhiều người, dùng họ như vũ khí của riêng mình và từ đó thực hiện giả tâm để tiếp cận với người cưa. Nhưng không may cho chị là kẻ xấu thường chỉ sống lâu chứ không bất tử, thế nên hết season 1, Makima cũng đành phải nhường sân cho người chơi khác. Ở kỵ sĩ thứ hai, một nhân vật cũng đang cố gắng trên con đường chiếm đoạt lấy sức mạnh của người cưa, Yoru. Với cô nàng này thì đúng với cái tên của mình, quỷ chiến tranh, Yoru khá hiếu chiến, đến là đón, đụng là trụng, nhưng cô nàng vẫn biết sử dụng não chứ không phải là kiểu tao mạnh nhất nên tao chả ngán ai. Yoru tuy đôi lúc có hay trẻ con và bốc đồng, nhưng cũng giống với Makima, cô nàng thực sự là một người xảo quyệt, mưu mô, từ kế hoạch chiếm xác Mitaka cho đến khi gặp được Denji. Và như mình đã nói ở trên, ngay tại địa ngục, Yoru đã từng chạm trán với Chainsaw Man ở rất nhiều lần, thậm chí số lần cô nàng đánh thắng anh ta cũng không ít. Nhưng bằng một cách nào đó, người cưa vẫn vực dậy được và đáp trả. Thế là quỷ chiến tranh dù có mạnh tới mấy cũng không thể đối đầu với một người cưa có sức bền dai dẳng và đành phải để cho anh ta ăn mất một phần cơ thể của mình. Từ đó, sức mạnh của cô nàng yếu đi, vì hiện tại cuộc chiến giành lại sức mạnh của mình vẫn còn đó. Yoru vẫn đang cố gắng để đánh bại Chainsaw Man một lần nữa. Đó là những con quỷ ở địa ngục mà mình cho là mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại. Các bạn thấy con quỷ nào là mạnh nhất? Hãy comment phía dưới cho mình biết với nhé. Và nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.